Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những thông tin nóng nhất sáng ngày 28 tháng 8 mà chúng tôi vừa cập nhật. Yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm tại các chợ thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu vực chợ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cần tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm tại các khu chợ, nhất là các chợ đầu mối. Sở Giao thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Nhân dân các địa phương. Các bên cùng tập trung xử lý tình trạng vận chuyển hàng hóa, kinh doanh tại các điểm mua bán tự phát lấn chiếm lòng lề đường, vi phạm trật tự an toàn giao thông đường xá quanh khu vực nói trên. Bên cạnh đó, Sở cũng đề nghị Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố Hồ Chí Minh thanh tra Sở thường xuyên báo cáo tình hình trật tự lòng lề đường tại các tuyến đường, khu vực xung quanh các chợ đầu mối trên địa bàn quản lý cho Ủy ban Nhân dân các địa phương, Ban an toàn giao thông thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen cho hai người cứu tài xế giữa nước lũ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương vừa ký quyết định tặng bằng khen cho hai người dân xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động, Bắc Giang đã có hành động dũng cảm, kịp thời cứu người giữa dòng nước lũ. Đó là anh Nguyễn Văn Tú, 34 tuổi và anh Nguyễn Văn Liên, 36 tuổi, cùng chú xã Tuấn Đạo. Trước đó, sáng ngày 25 tháng 8, một chiếc xe đầu kéo khi đi qua ngầm tràn khu vực xã Tuấn Đạo thì bị lũ cuốn trôi. Khi đầu kéo xe tải bị dòng nước xiết kéo xuống, tài xế hoảng sợ, nhảy khỏi cabin thoát thân. Một người dân địa phương quăng dây để kéo vào nhưng tài xế bị tuột tay, nước lũ cuốn vài chục mét. Khi đó, anh Tú và anh Liên đã dũng cảm bơi ra dòng nước xiết, cứu được tài xế bị nạn, đưa vào bờ an toàn. Sau đó, Ủy ban Nhân dân và Công an xã Tuấn Đạo, huyện Lục Ngạn đã cắt cử lực lượng canh gác, đặt biển cảnh báo không cho người, phương tiện qua ngầm trên, đồng thời tìm giải pháp trục vớt xe đầu kéo bị nạn. Tìm đơn vị khai thác tuyến đường thủy thành phố Hồ Chí Minh đi Tiền Giang. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa có thư mời các doanh nghiệp quan tâm và có nhu cầu tham gia khai thác tuyến vận tải hành khách theo tuyến cố định bằng đường thủy từ huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh đi Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang và ngược lại. Hồ sơ mời đề xuất khai thác trên trang cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tiền Giang. Thời điểm phát hành hồ sơ mời đề xuất khai thác kể từ thời điểm đăng tải trên trang cổng thông tin điện tử của Sở thành phố đến trước 9 giờ ngày 12 tháng 9. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, tuyến vận tải đường thủy Cần Giờ, Tiền Giang dài 12 km chiều với khoảng 30 phút di chuyển. Phương tiện vận chuyển có tối thiểu 2 phương tiện bảo đảm các tiêu chí sau: trọng tải toàn phần không thấp hơn 100 tấn, sức chở không ít hơn 100 khách, không ít hơn 8 ô tô tải từ 4 đến 45 chỗ. Tuyến có địa điểm tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh và thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Tuyến vận tải này đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển giao thông đường thủy, kết nối các địa phương và chia lửa đường bộ. Giá trị xuất khẩu tăng nhưng ngành gỗ vẫn gặp nhiều khó khăn. Phát biểu tại lễ khai mạc Hội chợ quốc tế đồ gỗ, mỹ nghệ xuất khẩu Việt Nam ASEAN lần 2, VIFA ASEAN 2024, diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 8, ông Trần Ngọc Liêm, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá trị đồ gỗ xuất khẩu đi các thị trường lớn tăng tốt như Mỹ đạt 5,019 tỷ đô la Mỹ, tăng 24%, Trung Quốc đạt 1,22 tỷ đô la Mỹ, tăng 37,92%, Châu Âu đạt 555 triệu đô la Mỹ, tăng 22,44% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, theo ông Liêm, nhiều doanh nghiệp sản xuất nội thất, sản phẩm gỗ Việt Nam vẫn đang khó khăn do giá cước tàu biển neo cao kéo dài. Giá gỗ nguyên liệu nhập về tăng kéo giá thành sản phẩm tăng gây khó cạnh tranh, nhiều yêu cầu khắt khe hơn về chất lượng, tính an toàn, thân thiện, nguồn gốc sản phẩm cũng như chính sách bảo hộ từ các quốc gia nhập khẩu. Do đó, hội chợ là cầu nối giúp doanh nghiệp các nước trong khu vực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đặc biệt vào thời điểm ngành xuất khẩu còn gặp nhiều khó khăn. Ông Trump lại bị truy tố cấp liên bang. Ngày 27 tháng 8, công tố viên đặc biệt Jack Smith một lần nữa truy tố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020.
Trước đó, đội ngũ của ông Smith cũng đã truy tố ông Trump với nội dung tương tự. Tuy nhiên, phán quyết về việc các cựu tổng thống được hưởng quyền miễn tố với các quyết định công vụ được Tòa án tối cao Mỹ đưa ra hồi đầu tháng 7 đã khiến hồ sơ bị trả về. Trong lần truy tố mới này, ông Smith đã thu hẹp hướng truy tố của mình. Nếu như lần trước ông Trump bị truy tố với tư cách một tổng thống đương nhiệm thì lần này, ông Trump bị gọi tên với tư cách ứng viên tổng thống thất cử. Giờ đây, thẩm phán Tanya Chutkan, người được phân công phụ trách vụ án này, sẽ có vài tuần để quyết định xem ông Trump được hưởng quyền miễn tố đến mức độ nào đối với các cáo buộc mới nhất của ông Smith. Do đó, khả năng rất thấp là vụ án này được đưa ra xét xử trước ngày bầu cử ngày 5 tháng 11. Phản hồi với động thái trên của ông Smith, ông Trump khẳng định trên mạng xã hội Truth Social rằng căn cứ phán quyết của tòa án tối cao thì toàn bộ truy tố trên bị vô hiệu. Ông Trump khẳng định ông Smith viết lại bản cáo trạng mới y chang bản cũ nhằm lách qua phán quyết của tòa tối cao. Israel tuyên bố giải cứu thêm con tin. Ngày 27 tháng 8, quân đội Israel tuyên bố đã giải cứu được một con tin thông qua chiến dịch giải cứu phức tạp. Con tin được giải cứu là ông Kate Farhan Al-Kadi, 52 tuổi, sinh sống và hành nghề bảo vệ tại một kibbutz, khu định cư, gần biên giới Israel, Gaza. Ngày 7 tháng 10 năm 2023, ông cùng hơn 200 người khác bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt cóc khi lực lượng này thực hiện cuộc tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel. Hiện ông Al-Kadi đã được chuyển đến một bệnh viện ở Israel để theo dõi và tình hình sức khỏe của ông được đánh giá ổn định. Quý vị vừa nghe tin tức sáng của báo Tuổi Trẻ. Thank you.